Sự thật bất ngờ về thành phố Vũ Hán bị phong tỏa vì virus Corona. Vũ Hán, thành phố đang bị phong tỏa vì dịch bệnh virus Corona COVID-19 bùng phát. Vốn được xem là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục của miền Trung Trung Quốc. Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Thành phố này vốn được xem là trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa và giáo dục của miền Trung Trung Quốc. Nguồn ảnh: Wikipedia, với trên 11 triệu dân. Vũ Hán là thành phố đông dân nhất ở miền Trung Trung Quốc và là thành phố đông dân thứ 9 của nước này. Trước khi bị phong tỏa do dịch virus Corona bùng phát, Vũ Hán là địa điểm thu hút đông đảo du khách. Vũ Hán là trung tâm vận tải, với hàng chục tuyến đường sắt, đường bộ và đường cao tốc đi qua thành phố và kết nối với các thành phố lớn khác. Do vai trò chính của thành phố trong vận tải nội địa, Vũ Hán đôi khi được gọi là Chicago của Trung Quốc. Vũ Hán là một trong chín thành phố trung tâm quốc gia của Trung Quốc. Thành phố này bao gồm ba khu vực phát triển quốc gia, bốn khu phát triển khoa học và công nghệ, hơn 350 viện nghiên cứu và 1656 doanh nghiệp công nghệ cao. Vũ Hán là nơi có nhiều học viện giáo dục đại học đáng chú ý. Bao gồm Đại học Vũ Hán, được xếp hạng thứ ba trên toàn quốc vào năm 2017. Trường Đại học Vũ Hán được xây dựng từ năm 1893, tự hào sở hữu một trong những khuôn viên sư phạm đẹp nhất đất nước này. Thư viện trong Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung nhìn từ trên cao. Ngoài ra, với lịch sử gần 1.800 tuổi, Hoàng Hạc Lâu ở thành phố Vũ Hán trở thành một trong ba công trình lầu tháp cổ nhất tại Trung Hoa. Hoàng Hạc Lâu, được xem là một trong tứ đại danh lâu của Trung Quốc, và là ngôi lầu nổi tiếng, được các thi nhân ca tụng. Bên trong công viên giải trí thung lũng hạnh phúc, xe điện ở Vũ Hán. Nhà ga xe lửa Vũ Hán được hoàn thành vào năm 2009. Phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.